Trong căn nhà nhỏ tại xã Hưởng Hiệp, huyện Đắk Rông, ông Hồ Văn Hùng, 63 tuổi, người Vân Kiều, nguyên phó trưởng ban dân vận huyện ủy Đắk Rông. Ông Hùng lưu giữ khá nhiều hiện vật về Bác Hồ. Đó là những bức tường của Bác được ông sưu tầm về trong những dịp đến với làng Sen hay ra thăm lăng Bác. Cha của ông Hùng là Hồ Hăng, đại biểu Quốc hội khóa 3, cũng là một trong những đảng viên người dân tộc thiểu số đầu tiên của địa phương. Năm 1947, cùng với Hồ Ray, Hồ Tơ, Hồ Thiên, Hồ Cam, Hồ Hương, ông Hồ Hăng là lớp người Vân Kiều Pa Co đầu tiên tham gia vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và sau này từng có dịp được gặp Bác Hồ. Qua lời kể của cha, ông Hùng cho hay hình ảnh Bác Hồ trong ông luôn là vị lãnh đạo hết sức giản dị, gần gũi với nhân dân. Thì tôi luôn được trao dồi kiến thức, trao dồi những kỷ niệm, những cái truyền thống mà bố tôi đã kể lại cho tôi. Đến bây giờ thì tôi vẫn giữ gìn được cái lòng tuyệt đối trung thành đó và niềm tin đối với Bác Hồ. Tôi luôn giữ và luôn phát huy và học tập để làm nói gương Bác suốt đến hơi thở cuối cùng, và cố gắng phấn đấu truyền lại cho con cháu thế mai sau, và luôn luôn giữ gìn phấn đấu rèn luyện để làm xứng đáng, không làm gì, làm những điều Bác Hồ hàng ngày, tức là mình phải làm những điều Bác đã dạy và giữ được truyền thống đó, giữ xứng đáng là con em những người được mang họ Hồ của Bác. Hơn 70 năm qua, các thế hệ người dân Vân Kiều, Pa Co ở miền Tây Quảng Trị vẫn luôn nhắc nhở với con cháu của mình về nguồn gốc và vinh dự khi được mang họ Hồ của Bác. Với tất cả niềm vinh dự và tự hào, mọi người không ngừng học tập làm theo tấm gương đạo đức của Người để xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bản làng yên ấm, quê hương giàu đẹp. Và những người con mang họ Hồ ở đây tin rằng nhờ có Đảng, có Bác Hồ, cuộc đời họ được sang trang mới tốt đẹp hơn.